samanagatang bút thấp bằng nha tăng upo sát thằng y mạnh cha gặp tình y mạnh cha đi qua sang samma đề qua apirak khi tụng samma đi già mi. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày trong đời hiện nay. Thasikabadani ubosatasila wasena iman charating iman jadi waksang satu kang kantoa apamade na samarak kitab bang chư Phật tử sau khi thọ trì tâm quy và bác quan trai giới nơi tâm bảo rồi phải ráng quy nhị hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. À, ma phàm tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh yon, tì sì lê na hô ca sâm bà đà, sì lê na nê cu tinh yon, tì tà sâm mà, sì lăng quỷ số, thạ dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhâm đất bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. À ma phàm tê, dạ chúng con xin vâng. Dạ, chúng con xin tri ân sư đã truyền tâm quy và bát quan trai giới đến đạo tràng chúng con. Tiếp đây con xin đọc sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Uttamang ghe na hoàng đề hằng pa đa pam sum wa ruttamang bút thê yô kha li tô đô sô bút thô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thầm mạnh cha đu vi thằng hoa răng thầm mê vô kha li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sằng khanh cha đuôi thóp ta măng sằng khê vô kha li tô đô sô sằng khô cà ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con xin kính dâng nước chính ngài trí đức, xin ngài chúc phúc đến đạo tràng chúng con cho tròn phước báo ngày hôm nay. So tala to sukito viruna ho buddha sa sa ne a ro go sukito isa sa be nya di vi sa tala tha sukita viruna ho buddha sa sa ne a ro ga sukita ho isa sa be nya di vi te a tala tha sukita viruna ho buddha sa sa ne a ro ga sukita ho ta sa sa be nhà tị phi. Cầu xin cho các thiền tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tính bình hoàn an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.
sa, thú sa, thú lành thay, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, thể làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm trì độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học, giới, định, tuệ, nguyện đoạn tham, sân, si, độc, sanh, nguyện giải căn nhân, sanh, tử, khổ, nguyện diệt tâm tham, háo, lợi, danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Sắp đề sắp ta a quê ra hòn tu su phi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp gia bắt cha hòn tu a ni kha hòn tu đi kha du kha hòn tu a rô ga hòn tu sam pat ti hi sa nít chan tu su khi át ta năng pa ri ha ran tu đúc kha pat ta cha nít đúc kha pha giác pat ta janipaya so kappatta janisso ka hontu sap de pi pa ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Akasattha chaphummattha devanaga mahithika vunyam no anumodantu tirang rakhantu sasanang akasattha cha phụng mạt tha đề qua na ga ma hít thi ca nguồn nhân nô a nu mô đàn tu chi răng ra khan tu nô ga ru a ca sát tha cha phụng mạt tha đề qua na ga ma hít thi ca nguồn nhân nô a nu mô đàn tu chi răng ra khan tu nhà ta vô Akasattha cha phụng mạt tha đề qua na ga mát hít thi ca vun nhân nô a nô mô đàn tu chi răng rắc hàn tu pa ni nô Akasattha cha phụng mạt tha đề qua na ga mát hít thi ca vun nhân nô a nô mô đàn tu chi răng rắc hàm tu nô sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thân mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Văn kinh chi cú sa la cầm măng cách tắp bằng khi ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh ni nô át thi dê cha sát ta sanh ni nô ca tâm bùn nha pha lăng mây hăng sắp đề pha ghi pha hoàng tu tê dê tăng ca tăng suy đi tăng định năng phun nha pha lăng ma ya dê chát tắp tha na cha nan ti đề hoa gan toa ni quê đa dùm sắp đề lô cam hi dê sắp ta chi quan ta ha
ra hệ tu ca ma nun nhân phô cha năng sát đề la phàn tu ma ma chê ta sa tí. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cùng, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng vô nha tuy năng hô tu su vi ta hôn tu nha ta vô. Nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá ta nô buồn nhân à sa quát kha già quá hằng hồn tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đăng mê buồn nhân nít bà nát sa bách cha dừa hồ tú. Mong tất cả chúng con sẽ đắc được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Chí Đức đã từ bi quan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền giao tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì bát quan trai giới do phước báo mà chúng con đã trong sạch tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hội trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Con xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát, với phước báo phát sanh trong việc thọ trì đọc kinh tâm bảo, thọ trì quy bát quan trai giới, con xin chia phước đến tất cả các bệnh nhân FO hiện nay. Mong quý vị sớm qua cơn nguy kịch để trở lại sức khỏe ban đầu, và cũng cầu mong cho cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều được kiểm soát được dịch Covid, để cho xã hội và sức khỏe mọi người đều được trở lại như xưa. Và thầy kinh và trong quá trình đọc kinh có điều gì sơ sót thì con xin sám hối trước tam bảo quý sư và các anh chị trong đạo tràng. Kính xin tất cả quan hỷ với con, vì còn dư 2 phút cho nên con sẽ đọc một bài kinh ngắn. Cái là kệ hồi hướng cho vong nhân. Văn kinh cha rằm ma năng cách tòa đất cha đà nam ma mắt cha rì búp ba về tề cha a rắp pa a tha hòa quát thu đề quá ta chất ta rô quá ma ha ra chê lô ca pa lê gia sát si nô cu quê rành chát tha ta rắp thằng quý rù bắc thằng quý rù la căng tề chê quá phù chi ta hồn ti đà gia ca cha a nít pha la na hi run nhân wa so ko wa ya wan nha pa ri de wa na na tang pe ta na mat tha ya e quang tit
thành ti nhà ta vô a dành cha khổ đắc khi na đi na sang kham hi su pati thi ta đi kha rat tăng a yas sa tha na so upakap pati. Dạ thầy cứ nghi thức thọ trì tam bảo quy y tam bảo và bát quan trai giới đã hoàn mãn. Dạ con đúng này, bây giờ là 4:30. Dạ con kính xin dâng mic đến sư trí đức để điều phối chương trình. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ chư tôn thượng đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 85. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Uttho Mahesi Arahang Tathagato Lo Puttamo Sappagaru Hicet Thakulo Kassasathai Chanadam Mappu Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Yakan. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng Tứ Đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yết ta sơ sát thu nô lô ca nam mạnh thá sá quý nà khá rô bồ sắp bành nhu bút thọc bất đi phù trí sanh nhá tô quần đà mất hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần, pháp bảo vi nhân và giờ lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan làm đặc dụng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô su gắt tá sa sa quá cô xích kha chúc cà mù quá rá thầm má xích khá cô niền đà bá sân sa đi hà nà đá rô quá rô hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần, tâm bảo thiên văn Phật đà, tâm học môn rõ, để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp, phàm, nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tình ách thế giá tê chê, nó sẽ khá mê ế, tu quá thanh năng tá xa, biết à nút qua quê, nó sẽ hạ xa dê. Nay sư trạch tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Giờ mời quý vị nhìn lên màn hình ha. Baka te manusse su up baka te manusse su up baka te manusse su. Câu số 2. Ye chana paraga mino Ye cha na ba ra ga mi no Te ye cha na ba ra ga mi no. Bây giờ ôn lại hai câu này. Ap ba ka te manusse su ye cha na ba ra ga mi no Ap
bát ca tề manu sê su ye cha na pa ra ga mi no ap bát ca tề manu sê su ye cha na pa ra ga mi no câu ba câu bốn Athaya itara baccha Athaya itara baccha Athaya itara baccha và câu cuối cùng Tirame wa nutha vati Tì ra mê hoa nụ thà hoa tí Tì ra mê hoa nụ thà hoa tí Rồi, ôn lại câu 3, câu 4 A thà dần y tá ra bá chà Tì ra mê hoa nụ thà hoa tí A thà dần y tá ra bá chà Tì ra mê hoa nụ thà hoa tí Atha yang itara bacha ti rame wa nutha wati. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài này và đưa bài học lên để sĩ Hà mới vô thấy rõ ha. Alo, sĩ Hà nghe rõ không? Áp bát ca tề manu sê su ye cha na pa ra ga mi no a tha yang i ta ra ba cha ti ra me wa nu tha wa ti Áp bát ca tề manu sê su te cha na pa ra ga mi no a tha yang i ta ra ba cha ti ra me wa nu tha wa ti Rồi, một cách đọc khác nữa là không đọc nguyên bài mà đọc hai câu mà thôi. Ấp bát ca tê manu sê su ye cha na pa ra ga mi no a tha yang i ta ra bát cha tì ra mê hoa nu tha hoa tì Ấp bát ca tề manu sê su ye cha na pa ra ga mi no a tha yang i ta ra bát cha tì ra mê hoa nu tha hoa tì thôi sao sĩ Hà mới vô cái bỏ chạy ra rồi chạy vô à, cái room này đâu phải chỗ mà quý vị tập thi dục thẩm mỹ ra à. Tới cái là coi như cái là chạy ra chạy vô alo sĩ Hà nghe rõ không đường truyền có tốt hay không mà sao mà mới đến cái là cái bỏ chạy hay là bài này dễ quá hả cứ nghe chữ mất còn hả chữ mất chữ còn ha tức là coi như đường truyền không ổn định ha rồi không sao
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khay. Con thành kính thành lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà, Thích Thiện Vũ, Quang Thanh, Chi Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Ngài đã rất mít rồi nên Nhật Quỳnh xin cầm mít để đạo tràng không phải chạy ra chạy vào. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức vừa trở lại đạo tràng. Dạ, Ngài có nghe được âm thanh con không? Kính nhân mít đến Ngài ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Không sao, cuộc đời vô thường. Khi nghe, khi không nghe. Mà hôm qua có một cái điều rất đặc biệt, rất là đặc biệt. Sinh và tử đi liền với nhau. Hôm qua nhà tang lễ của Bộ Quốc phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn. Một trường hợp hy hữu, ngày sinh cũng là ngày tử. Quý vị thấy ngộ không? Ngày sinh cũng là ngày tử. 60 năm cuộc đời, một cái trường hợp mà coi nó giáp vòng ha, giáp vòng từ khi sinh ra cho đến cái ngày mình nằm xuống cũng vào một cái ngày trùng hợp với nhau, sinh nhật. Mà cũng là cái ngày tử nhật luôn, lần đầu tiên ha. Quý vị biết ha, từ trên cầu thang đi xuống sao mừng quá hay sao mà coi như thay vì đi từ từ xuống, từ trên cầu thang ào cái bước một hai nấc cái là ào cái xuống dưới luôn, đúng cái ngày sinh nhật mà cũng là một cái ngày tử nhật luôn. Thế nên khi mình nhìn cái mặt mà người mà nằm xuống á, quý vị thấy đó, nó có một cái nét ngộ lắm. Bởi vì khi mà cần tư nghiệp nó đến với những cái trường hợp đó thì quý vị biết làm sao? Trong sự nuối tiếc, cái đó gọi là bất đắc kỳ tử. Chết mà không kịp ngáp này, chết mà không kịp trăn trỗi này. Trong khi cuộc đời còn nhiều vấn đề mình chưa giải quyết. Vậy mà coi như từ cầu thang mừng quá, bước từ từ xuống không, từ ở trên bước một hai nấc là ào một cái là xong ngay. Rồi, Sĩ Nhật Quỳnh nghe khiếp quá, có bỏ chạy ha. Rồi, chạy cả Sĩ Nhật Quỳnh mà chạy luôn cả Sĩ Không Nhật luôn, ghê thiệt. Gió thổi đèn tắt, đúng rồi. Nhưng mà cái này là bất đắc kỳ tử. Bởi mình chết mình có một cái sự chuẩn bị ràng thì ra đi rất là thanh thản. Còn chết mà không kịp trăn trối, chết mà không kịp ngáp, mà chết mà nghĩa là thôi cái này khỏi nói đi. Rồi quý vị nhiều khi nghe nói chết cái tự nhiên thấy khớp đi. Rồi đọc cái bài rồi đọc đặt nó khổ. Rồi bây giờ đọc bài ha. Appakate manusse tuye chana pa raga mino atha yang itara bacha itai itame wa nutha wati. Đó là cách mà đọc để chúng ta thấy rằng trường âm đoạn âm có hai cách đọc ha. Cái đọc thứ nhất là Appakate manusse suye chana pa raga mino atha yang itara bacha ti rame wa nutha wati. Đó là cái đọc thứ nhất ha. Cái đọc thứ hai là chúng ta đọc nguyên một bài ha. Đọc nguyên một bài. Appakate manusse suye chana pa raga mino atha yang itara bacha đi rắp mè và nước thào quá tí. Đó là hai cái đọc. Nhưng mà rồi một câu tám từ thì giọng kệ chắc chắn là quý vị thấy câu này sung sướng, rất là sung sướng. Bởi vì một câu tám từ, mà tám từ thì chúng ta chia làm hai, mà chia làm hai tức là một lần đọc hai câu.
Bakate manuse sung ye chana pa raga minom athayang i tara pachanti ramewa nutha vati. Hơi khô khổ một chút. Làm sao Ambakate manuse sung ye chana pa raga mino atayang i ta raba chan ti rame wa nu tha wa ti. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. À, Chích Mít Ta này, Chích Kim này, Chích Kim Nhung mà Chích Hà. Wow, Chích Hà ngon ha, vô sao mà đưa tay trước người ta này chứ. Thôi kệ, đưa tay đọc đi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin đọc câu Pháp Cú 85. Bakate manuse suye chana paragamino athayang itara bachati wamewa nutha wati. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ca tê là hai trường âm thông thường, má đoạn âm, nút trường âm nhấn, c trường âm thông thường, xú đoạn âm, dê trường âm thông thường, chá đoạn âm, na ba là hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, ga trường âm thông thường, mí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ấp ba ca tê manus se su dê chân na ba ra ga mi nô. Và con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Á đoạn âm, tha trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý tá hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, bá đoạn âm, cha ti là hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, mê qua hai trường âm thông thường, nú đoạn âm, tha trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm. A tha yang itara bacha ti wa ti ra me wa nu tha quá tí. Dạ, con đọc lại hết bài. Abbakate manuse suye chana baraga mino atha yang itara bacha ti ra me wa nu tha wa ti. Abbakate manuse su ye chap na baraga mino atha yang itara bacha ti ra me wa nu tha wa ti. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Đó là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Abbakate manuse suye chanaba ragamino atha yang i tara ba cha ti ra me wa
Đô Tha Hoa Tì. Dạ, con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ, con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả lại kinh Pháp Cú số 85. Bữa nay thấy vui dễ sợ, quả báo nhãn tiền luôn. Cô Hà mới vô cái không biết làm sao đấy, bị rớt rớt mic wifi sao chưa nói. Trời ơi, vô đây đâu chỗ đi học, đâu phải chỗ đi tập thể dục, đi ra đi vô. Chứ vừa nói dứt xong rồi cái sư bị đứt wifi luôn, thì sư cũng tập thể dục luôn. Thì cái đó gọi là cười người hôm trước hôm sau. Cười mình mấy trời vậy thôi, đời vô thường mà. Con xin trả bài đi để thư la con nữa. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 85. Quý vị nghe âm thanh rõ liên tục ha. Apakate manusse suye chana paraga mino a yang itara bacha ti rame wa nutha wati. Apakate manusse suye chana paraga mino a than yang itara bacha ti rame wa nutha wati. Phân tích câu 1 và câu 2. Áp thì ngâm ngắn, bá đoạn âm. Kha tê hai trường âm thông thường, má đoạn âm, nút trường âm ngắn, xê trường âm thông thường, xú đoạn âm. Phân tích câu số 2, dê trường âm thông thường, chá đoạn âm, na pa hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, ga trường âm thông thường, ní đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Apakate manusse suye chana paraga mino atha yang itara bacha ti rame wa nutha wati. Phân tích câu số 3. Á đoạn âm, tha trường âm thông thường, yang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý tá hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường, câu cúng cười, ti trường âm thông thường, ra đoạn âm, nê qua hai trường âm thông thường, nú đoạn âm, tha trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. A tha yang itara bacha ti rame wa nutha wati. Apaka te manusse suye chana paraga mino. A tha yang itara bacha ti rame wa nutha wati. Apaka te manusse suye chana paraga mino akha yang itara bacha ti rame wa nutha wati. Apaka te manusse suye chana paraga mino akha yang itara bacha ti rame wa nutha wati. Apakate manusse suye chana paragamino athayang itarapaja tirame wanutawati. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bữa nay sư mệt rồi, sư đi uống cà phê uống nước rồi, đi sửa máy rồi quý vị. Quý vị tự đọc, tự khen, tự chấm điểm, tự sửa luôn đi. Nói vậy chứ, sư hay nút lùm lắm đó. Ai mà đọc sai là sư alo, lo, lo, ngừng chút đỉnh nha, để coi nghe. Rồi, cảm ơn quý vị, xe ta đã cho bông hoa cùng vỗ tay, vỗ chân cùng nước nữa. Có hơi nước đồ ăn trái cây, đã thiệt. Dạ. À, tôi xin cảm ơn quý vị nha. Mời hình như Hồng Thị Kim Dung kế không? Dạ, chúc quý vị luôn an vui và đọc đúng nha.
Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ quý sư, quý cô, tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Hà, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 85 ạ. Appaka te manuse chana paragamino atha yang itara pachati rame vanutha vati. Pakate manusse suye chana paragamino athayang itara pachati rame vanutha vati. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, kt là hai trường âm thông thường, má là đoạn âm, nus là trường âm nhấn, c là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, d là trường âm thông thường, trá là đoạn âm, na pa là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Appakate manusse suye chana paragamino. Câu 3 và 4. Á là đoạn âm, a trường âm thông thường, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý tá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, ti là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, mê wa là hai trường âm thông thường, nú là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Atha yang itara pachati rame vanutha vati. Appakate manusse suye chana paraga amino thang itara pachati rame vanutha vati. Con xin kể ạ. Appakate manusse suye chana paraga amino atha yang itara pachati rame vanutha vati. Appakate manusse suye chana paraga amino yang itara pachati rame vanutha vati. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã kệ phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Cảm ơn Quang Thanh đã bốt bài. Xin mời Hà. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sàng Khả. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Trí Đồng Đức Tăng. Con kính lễ các cô, tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Hồ Pháp Cú 85. Appakate manusse suye chana paraga mino atha yang itara pachati rame vanutha vati. Appakate manusse suye chana paraga mino atha yang itara pachati cha ti ra mê qua nu tha quá tí. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích. Áp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ca trường âm thông thường, ca tê hay trường âm thông thường, má đoạn âm, má nú, nọc má đoạn âm, nú
trường âm nhấn, C trường âm thông thường, xú đoạn âm, D trường âm thông thường, trá đoạn âm, na trường âm thông, na ba hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, ga trường âm thông thường, mí đoạn âm, nô trường âm thông thường, Appaka te manusse su ye cha na pa ra ga mi no. Á đoạn âm, tha trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo dòng nguyên âm, ý tán hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, bá đoạn âm, cha ti hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, mê trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, nú đoạn âm, tha trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm. A thà dặn y ta ra bả, A thà dặn y ta ra bá trà tì ra mê hoa nút thà quá tí. Appaka te manusse su ye cha nan pa ra ga mi no. A thà dặn y ta ra bá trà tì ra mê hoa nút thà quá tí. Ba ca te manusse su ye cha na pa ra ga mi no. A tha yang i ta ra pa ba cha ti ra me wa nu pa wa ti. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuyên được chạy bờ này. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Anh Giang Nhật Hà ơi, có sai không mà chỉ dùm ha. Ok, con xin trao mic lại cho vị kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Chí Đức, con xin kính đảnh lễ Sư Quán Không, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 5. Appaka te manut Se su ye cha na pa ra ga mi no. A tha yang i ta ra tha cha ti ra me wa nu tha wa ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. A trường âm nhấn, pa bản âm, ka t hai trường âm thông thường, ma bản âm, nút trường âm nhấn, c trường âm thông thường, su bản âm, dê trường âm thông thường, chá bản âm, na pa hai trường âm thông thường, rá bản âm, ga trường âm thông thường, mí bản âm, nô trường âm thông thường. Appaka te manusse su ye cha na pa ra ga mi no. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Á bản âm, tha trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý tá hai bản âm, ra trường âm thông thường, phá bản âm, cha ti hai trường âm thông thường, rá bản âm, mê qua hai trường âm thông thường, nú bản âm, tha trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm. A tha yang i ta ra pa cha ti ra me wa nu tha wa ti. Con xin lại nguyên câu, con xin lại nguyên câu pháp cú số 85. Appaka te manusse su ye cha na pa ra ga mi no. A tha yang i ta ra pa cha ti ra me wa nu tha wa ti. Appaka te manusse su ye cha na pa ra ga mi no. A tha yang i ta ra pa cha ti ra me wa nu tha wa ti. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính lễ Đức Chư Tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 85. Appakate manusse suye chana paraga mino atha yang itara pachati rame vanutha vati. Appakate manusse suye chana paraga mino atha yang itara pachati rame vanutha vati. Dạ, xin phân tích câu 1 và câu 2. Ấp là trường âm nhấn, pá đoạn âm, ca, tê, hai trường âm thông thường, má đoạn âm, nút trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, xú đoạn âm, dê trường âm thông thường, chá đoạn âm, na, ta hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, ga thông, trường âm thông thường, mí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Appakate manusse suye chana paraga mino. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý, tá hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, pá đoạn âm, cha trường âm thông thường, ti trường âm thông thường, rá đoạn âm, mê qua hai trường âm thông thường, lú đoạn âm, tha trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm. A tha yang itara pachati ra mê qua nu tha qua tí. Dạ, xin gặp lại câu pháp cú số 85. Appakate manusse suye chana paraga mino atha yang itara pacha tira me wa nutha wapi. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ. Appakate manusse su ye chana pa raga mino atha yang itara pacha tira me wa nutha wati. Appakate manusse su ye chana pa raga mino atha yang itara pacha tiramewa nuthawati. Dạ, con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai xin Sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa dùng. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin xuất mic ạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 85 ngày hôm nay ạ. Dạ, hình như con chưa thấy bài. Dạ, dạ, con xin đọc câu pháp cú số 85 ngày hôm nay. Appakate manusse suye chana baraga mino atha yang itara pachati rame vanutha vati. Appakate manusse suye chana baraga mino atha yang itara pachati rame vanutha vati. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Appakate manusse suye chana baraga mino. Ap là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, ca, tê là hai trường âm thông thường, má là đoạn âm, nus là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na, ba là hai trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, mí
là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Appakate manusse suye chana baraga mino. Câu số 3 và câu số 4. Atha yang itara bacha ti rame wa nutha vati. Á là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý tá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha ti là hai trường âm thông thường, rá là đoạn âm, mê wa là hai trường âm thông thường, nú là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Atha yang itara bacha ti rame wa nutha quá tí. Dạ con xin đọc lại ạ. Appakate manusse suye chana paraga mino atha yang itara bacha ti rame wa nutha quá tí. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại ngược chạy bờ này, là bản dịch của dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Appakate manusse suye chana paraga mino atha yang itara bacha ti rame wa nutha vati. Appakate manusse suye chana paraga mino atha yang itara bacha ti rame wa nutha vati. Dạ con đã đọc phân tích xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin đảnh lễ sư Pháp Trang, cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin mời Sistina. Dạ alo, con thấy con là đứng thứ hai mà sao không cái vị gần không thấy lên. Dạ, vậy thôi con, để con xin đọc. Dạ. À, cảm ơn quý đạo hữu đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ngài Hòa Thượng Chí Đức. Dạ khà ơi. Con kính lễ chị Đại Đức Tăng với cô Tư Nữ, mến chào tất cả Phật tử. Và con xin đọc cái câu pháp cú số 85. Appakate manusse suye cha. Ồ, màn hình chạy. Appakate. Ôi trời, cái kỳ trời. Dạ, bây giờ con đọc. Appakate manusse suye cha na pa raga mino atha yang itara pa acha titira mewa nutha vati. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược bờ này. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phân tích câu 1. Appakate manusse suye. Và chữ áp là trường âm ngắn, chữ phá là đoạn âm, chữ ca là trường âm thông thường, chữ t là trường âm thông thường, chữ má là đoạn âm, chữ nút là trường âm ngắn, chữ c là trường âm thông thường, và chữ xú là đoạn âm. Dạ, đến câu 2. Ye cha na pa ra ga mi no. Chữ ye là trường âm thông thường, chữ cha là đoạn âm, chữ na là trường âm thông thường, chữ pa là trường âm thông thường, chữ ra là đoạn âm, chữ ga là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường. Dạ. Câu 3. Atha yang itara bacha. Chữ á
là đoạn âm, chữ tha là đường âm thông thường, chữ văn là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ ý là âm, chữ tá là đoạn âm, chữ ra là trường âm thông thường, chữ bá là đoạn âm, chữ cha là trường âm thông thường. Và câu thứ tư, tí ra mề và nu thà quá tí, chữ tí là trường âm thông thường, chữ ra là đoạn âm, chữ mê là trường âm thông thường, chữ nú là đoạn âm, chữ tha là trường âm thông thường, chữ quá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm. Và con đã phân bích cái câu thứ 85. Và nếu như con có sai chỗ nào thì ngài và Phật tử chỉ dùm cho con lại. Mới vừa đi về hấp tóc quá, không biết được. Bây giờ con xin kể câu pháp cú số 85. Apakate manusesu ye chanapa ragamino athayan itarapacham tirame guanuthangwati apakate manut sesu ye chanapa ragamino athayan itarapancham tirame guanuthawati. Dạ con đã đọc và kể xong câu pháp cú 85. Dạ con kính mời vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ đại đức Ngài Tuệ Thế Đức. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ thượng tọa Quán Không. Dạ con kính đảnh lễ đức Pháp Trang. Dạ trời con mới thấy trên màn hình. Dạ. Bây giờ con xin nhận biết lại cho vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Quán Không, quý sư, quý bà, quý cô trương nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 85. Appakate manusse suye cha na paraga mino atayam itara vacha tirame vanutha vati. Con xin phân tích câu 1 và 2. Appakate manusse suye cha na paraga mino athayam itara pacha. Con xin phép đọc lại. Appakate manusse suye na paraga mino. Con xin phân tích. App trường âm nhấn vá đoạn âm ca. T hai trường âm thông thường. Má đoạn âm nus trường âm nhấn. C trường âm thông thường. Sú đoạn âm, dê trường âm thông thường, trá.
con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con Đức Phật, Đức Phật, Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ Đức Đạo Văn Không. Con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con kính đảnh lễ Đại Đức Đại Đức. Và con kính lễ quý đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính mời quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 85. Abhakate manutse suje chana bara ragamino atharang itara bajati rame guanutha kwati. Abhakate manutse suje chana bara ragamino atharang itara bajati rame guanutha kwati. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Abhakate manutse suje chana bara ragamino. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, kt là hai trường âm thông thường, má là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, c là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na ba là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Abhakate manutse suje chana ba ragamino. Câu 3 và câu 4. Atharang itara bajati rame guanutha kwati. Á là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý tá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, ti là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, mê qua là hai trường âm thông thường, nú là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Abhakate manutse suje chana baragamino atharang itara bajati rame guanutha kwati. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này của hòa bản, đấy là của bản hay dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Abhakate manutse suje chana baragamino atharang itara bajati rame guanutha kwati. Abhakate manutse suje chana baragamino atharang itara bajati rame guanutha kwati. Dạ, con đã đọc và kệ xong. Và kệ xong, con có sai mong Ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ, cô Phiên Vũ không nghe được ạ. Dạ, kính cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bót bài. Dạ, con xin kính mời vị kế tiếp. Xong, con có sai không? Ngài Chí Đức trả lời cho
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Quán Không. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào Đạo Tràng. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Thiện Vũ, Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Cho nên con xin đọc câu Pháp Cú số 85. Appakate manusse suye chana baraga mino atha yang titara bachat tirame vanutha vati. Appakate manusse suye chana baraga mino. App là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ka là trường, kt là hai trường âm thông thường, má là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, c là trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Câu số 2. Dê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, ba là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. A thà dần y tá ra ba chà tì ra mê và nút thà quá tí. Á là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý tá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Câu số 4. Ti là trường âm thông thường, ra là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, va là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, vá, tí là hai đoạn âm. Appakate manusse suye chana baraga mino atha yang itara baccha tirame vanutha vati. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Abakate manuse suye chana bahara gamino athayang itara bacha tirame waha nu tha wa ti. Dạ con đã đọc và kệ và phân tích xong, con có sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Pháp Quán Không, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, và con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, và con kính chào đạo tràng. Và con xin và phân tích câu pháp cú hôm nay là câu số 85 ạ. Và cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ bi không thanh rõ. Appakate manusse suye chana baraga mino athayam itara bacchati rame vanutha vati. Appakate manusse suye chana baraga mino athayam itara bacchati rame vanutha vati. Và con phân tích câu số 1 và câu số 2. Appakate manusse suye chana baraga mino. Và câu số 1, app là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ka t là hai trường âm thông thường, má là đoạn âm, nus là trường âm nhấn, c là trường âm thông thường, su là đoạn âm. Và câu số 2, dê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na ba là hai trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và còn câu số 3 và câu số 4.
Atha yang itara bhaja ti ra me wa nu tha wa ti. Và câu số 3, á là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ý tá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Và câu số 4, ti là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, mê qua là hai trường âm thông thường, nú là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Appakate manusse suye chana baraga mino athayam itara bachati rawme wanuthawati. Appakate manusse suye na baraga mino athayam itara bachati rame wanuthawati. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Ambakate manusse isu ye chana baraga mino athayam itara bhaja tirame vanuthawati. Con đã phân tích và con đã đọc xong. Con có sai một ngày và đạo tràng giúp sửa lại giùm con. Và con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài học hôm nay. Dạ. Nam mô Bích Tha giá. Bây giờ xin mời bàn tay của cô Tina. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Quảng Không, con kính chào quý bà quý cô quý nữ, con kính chào thầy chàng. Con xin phép được đọc bài. Appakate manusse suye chana paraga mino athayam itara pacati rame wa nuthawati. Con xin phân tích câu 1 và 2. Appakate manusse suye chana paraga mino atha con app là đoạn âm, app là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, kha t hai trường âm thông thường, má là đoạn âm, nus là trường âm nhấn, c trường âm thông thường, su là đoạn âm, dê trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na pa hai trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ga trường âm thông thường, mí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Appakate manusse suye chana paraga mino. Câu 3 và 4. Athayam itara pacha tirame wa nuthawati. Á là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ý tá hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường, ti trường âm thông thường, rá đoạn âm, mê trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, nú đoạn âm, tha trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm. Athayam itara pacati rame wa nuthawati. Appakate manusse suye chana paraga mino athayam itara pacati rame wa nuthawati. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Appakate manusse suye chana paraga mino athayam itara pacha tirame wa nuthawati. Appakate manusse suye chana
đọc xong. Con kính tri ân Ngài và con kính tri ân đạo tràng. Có sai xin sửa giùm cho con. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sư Thina. Nam mô Bụt Tha Dạ, Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Còn kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Còn thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, Thượng Tọa Quán Không, Đại Đức Pháp Cang, Đại Đức Tự Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Nãy giờ con cũng té liên miên nên con cũng không biết là Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tệ Đức đã ôn bài chưa ạ? Dạ, con không biết Đại Đức Pháp Trang và Đại Đức Tệ Đức có ôn bài chưa. Đạo tràng có thấy quý sư ôn bài chưa đạo tràng? Nãy giờ Nhật Quỳnh té riết nên giờ không biết đường đâu hết luôn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết. Dạ, không thấy quý có tín hiệu gì hết. Dạ, cảm ơn Bụt Tha Nhật Quỳnh. Dạ, con xin được ôn bài ca khúc cứu kinh. Con xin được trả bài ca khúc cứu kinh 85. Và con cũng, nếu quý sư chưa ôn bài, con cũng thỉnh quý sư ạ. Dạ, con cũng thỉnh bằng tay sư Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tệ Đức ạ. Dạ, Nhật Quỳnh cũng kính mời đạo tràng. Vị nào chưa có trả bài thì kính mời bằng tay. Dạ, con xin được đọc và phân tích câu Pháp Cú 85. Áp bác ca tê nan lu sê su dê chan na bà ra gà mi nô áp hà dăng y ta ra bá cha tê ra mê qua nu tha quá tí. Appakate manusse suye chana baraga mino athayang itara bachati tirame wanutha wati. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. App trường âm nhấn má đoạn âm kate hai âm thông thường má đoạn âm nút trường âm nhấn c trường âm thông thường su đoạn âm d trường âm thông thường chá đoạn âm na ba hai trường âm thông thường ra đoạn âm ga trường âm thông thường mi đoạn âm no trường âm thông thường ap bakate manusse suye chana baraga mino. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. A đoạn âm tha trường âm thông thường văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm y tá đoạn âm ra trường âm thông thường bá đoạn âm cha trường âm thông thường ti trường âm thông thường rá đoạn âm mê qua hai trường âm thông thường nú đoạn âm tha trường âm thông thường quá tí hai đoạn âm a tha dằng y ta ra ba cha ti ra mê qua nú tha quá tí a ba ca tê ma nú sê su dê cha na ba ra ga mi nơ a tha y ta ra ba cha tì ra mê qua nu tha quá tí. Ít người giữa nhân loại đường bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích, con có sai con cung thỉnh Ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Và con xin được kể. Và con cung thỉnh bàn tay quý sư cũng như kính mời bằng tay quý vị ạ. Abakate manusse suye chana ba ragamino athayang e taraba cha te ra me wa nu tha ko
te abakate manusse su yecana ba ragamino atayang e naraba cha te ramewa nukha wa te. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Và một lần nữa con cung thỉnh đại đức Pháp Trang, đại đức Tuệ Đức. Và kính mời bàn tay quý vị sẽ sa thú con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Thượng Tọa Quán Không, đại đức Pháp Trang cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc bài kinh Pháp Cú câu số 85. Appakate manusse su yecana paragamino atthayang itara paccha tirame wa nutha watti. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Appakate manusse su yecana paragamino atthayang itara paccha tirame vanutha vatti. Appakate manusse su yecana paragamino atthayang itara paccha tirame vanutha vatti. Appakate manusse su yecana paragamino atthayang itara paccha tirame vanutha vatti. Dạ con xin hết, con xin nhường mất là cho đạo tràng. Dạ sa thú chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã ôn bài câu khúc kinh số 85. Dạ cảm ơn thiền vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Dạ. Dạ con không còn thấy bàn tay của vị nào nữa. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Dạ cảm ơn quan thanh. Dạ một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Dạ con không thấy bàn tay một vị nào bạch sư. Dạ sư cho con một tín hiệu, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Dạ. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Chắc ngài bận việc gì rồi, dạ không thấy tín hiệu gì của ngài hết. Dạ ngài mà không trở lại đạo tràng, con mời quý vị đọc tiếp lần thứ hai đó bạch ngài. Dạ nếu mà lúc nãy mà vị nào đó mà té mà không được đọc hết bài, có thể đưa bàn tay lên đi trong khi chờ đợi ngài Trí Đức trở lại không ạ. Dạ bây giờ lên đọc khỏi phân tích luôn. Dạ đọc và kể khỏi phân tích luôn, nhập kinh mời đầu tràng. Chắc ngài có việc gì bận ở với chùa Ngọc Đạt rồi, không thấy một tín hiệu nào hết, hay là đường nét của ngài lại kẹt giống như của con hồi nãy rồi. Ôi dạ ơi, hôm nay con té đi con chóng mặt luôn. Dạ con không biết Thượng Tọa Quán Không có trước máy không ạ. Dạ Thượng Tọa Quán Không có trước máy không, cho con xin một tín hiệu ạ. Không mời
thấy, ngài Trí Đức cũng không thấy, Thượng Tọa Quan Không cũng không thấy, và đại Đức Pháp Trang có trước máy không? Và đại Đức Pháp Trang có trước máy không? Cho con xin một kính hiệu ạ. Và trong đạo tràng có ai thì cứu Nhật Quỳnh không? Xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ. Dạ đại đức, đại đức còn trước máy không bạch sư? Dạ đại đức còn trước máy không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ sư còn trước máy. Sư có thể lên cầm mic. Dạ con thấy tín hiệu ngày rồi. Dạ con kính nhân mic đến ngài Trí Đức ạ. Alo, 123, 123. À, cảm ơn Đại Đức rất là nhiều. À, sa thu, sa thu. Bài học này dễ ha. Quý vị đọc đâu có chỗ nào sai đâu. À, xin lỗi khi nãy giờ mệt quá ngủ. Nghe Sư Nhật Quỳnh than thở quá giật mình thức dậy. Quý vị thông cảm ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng của câu Phật ngôn 85. Có nghĩ gì mà đúng ha? Appakkate manussesu, appakkate manussesu. Câu đầu tiên chúng ta đọc hiểu được ý nghĩa thì tự nhiên sự hoan hỷ của chúng ta được trọn vẹn chút. Chia Appakka do cái từ Appakka. Appakka đây là một tỉnh từ, có nghĩa là ít ỏi, một vài cái, ít ỏi, một vài cái. Rồi chữ T không nghe hả? Rồi xích hà làm khó dễ ha. Xích Nhật Quỳnh nghe, nghe rõ không? 123, 123. Sao đây nữa rồi, kiếm chuyện không à? À Quỳnh Nhân Nhật Hà nghe nè. Rồi Quỳnh Châu cũng nghe nè. Xích Tina ngủ. Rồi rồi Appakka xong chưa? Ít ỏi ha, một vài. Ai xin nhờ quên, ai gọi chữ nó làm eo này, trời ơi, khổ thiệt. Sao hôm nay gọi chiếc kim kiếm chuyện còn quý vị nè. Rồi Quỳnh Châu mới vào ha. Appakka lấy hỏi một vài cái ha. Rồi từ thứ hai là chữ T. T do đại từ nam tính là tá, mà tá đó ở đây được đứng làm chủ từ số nhiều ha. Và mà bảo hữu quá cho nó bị phát tí, cho nên tá biến thành tê. Tê là những người ấy, tê những người ấy. Rồi những người ấy. Manusesu, manusesu do cái từ manusa. Manusa nó là một danh từ nam tính. Akarantapumlinga, akarantapumlinga. Và ở đây manusa được chia theo định sở cách số nhiều. Định sở cách số nhiều tức là sát tầm ý vì phát tiếp bởi hú quá trần á. Cho nên manusa biến thành manusesu trong số nhân loại, trong số nhân loại hoặc là quần chúng hay là chúng sanh ha. Thì ở đây manusesu là nhân loại. Rồi
Rồi bây giờ qua câu số 2 ha. Ye chana paragamino. Ye chana paragamino. Chữ ye do đại từ quan hệ nam tính là chữ giá. Vậy chữ giá ở đây cũng được chia theo chủ từ số nhiều và thâm má và hữu quá trình áo quy phát tiết, cho nên chi giá biến thành dê. Dê là những người nào? Dê là những người nào? Rồi chữ chát na. Chát na do từ chát na. Chát na là một danh từ nam tính ác răn tóc cung đình gá. Và chát na này được đứng làm chủ từ số nhiều và thâm má bà hu quá cho nó quỷ phát tí, cho nên cho nó biến thành cha na. Cha na là người hay là chúng sanh? Người hay là chúng sanh? Rồi baragamino. Baragamino ở đây có hai từ đi chung nhau là bara. Bara là một danh từ trung tính. Akrantanapumsakalinga. Bara là bờ bên kia. Bờ bên kia. Rồi gamino do cái từ gami. Gami. Và nó cũng do cái động từ gachati ha. Thì đây gamino do cái từ gami. Mà gami có nghĩa là người có sự đi đến. Người có sự đi đến. Nhưng mà ở đây nó đứng làm chủ từ ha. Nó đứng làm chủ từ. Vậy thì Baragamino, những người có sự đi đến bờ bên kia. Những người có sự đi đến bờ bên kia. Như vậy thì câu 1, câu 2. Appakate manusse suye chana paragamino. Trong số nhân loại, những người có sự đi đến bờ bên kia là ít ỏi. Câu 1, câu 2 ha. Appakate manusse suye chana paragamino. Trong số nhân loại, những người có sự đi đến bờ bên kia niết bàn là ít ỏi. Ý nghĩa câu 1, câu 2 bổ sung với nhau. Rồi chưa, qua câu số 3. Trong số nhân loại, những người đi đến bờ bên kia là ít ỏi. Rồi câu số 3. Anh thà rằng itara bacha. Câu số 3. Anh thà rằng itara bacha. Anh thà rằng do cái từ atha cộng a rằng. Atha cộng với a rằng. Dần Atha cộng hai dần. Thì cái từ Atha dần ở đây nó giống như một thành ngữ có nghĩa là trái lại ha. Trái lại, ngược lại. Trái lại hay là ngược lại. Rồi itara. Itara do từ itara. Itara đây là một tính từ nữ tính. Và itara được đứng làm chủ từ Bathama Ekavachana. Thì itara đây có nghĩa là những người khác. Những người khác.
Rồi. Bacha, bacha. Bacha cũng giống như cái chữ Chana hả? Là những người, đám người, chúng sanh. Những người, đám người, chúng sanh, quần chúng. Và câu cuối cùng ha. Bát cha xong. Câu cuối cùng. Ti ram mê hòa nu thà quá tí. Ti ram mê hòa nu thà quá tí. Ở đây chúng ta thấy chữ ti răng cộng với e quá. Ti cộng với e quá ha, rồi cộng với anutha quá ti, tức là một nhóm từ này nó có ba từ cộng lại là chữ ti răng là một, e quá là hai, anutha quá ti là ba. Ti răng do cái từ ti ra, ti ra là một danh từ trung tính ác rành thanh nó buồn sắc cả linh ga. Và ti ra được kia theo đối cách số ít đối tỷ gia quyền phát tí e cao quá trình á. Cho nên ti ra biến thành ti răng. Ti răng có nghĩa là bờ, bến. Bờ, bến. Bến này, bến bên này. Rồi e quá. E quá đây là một bất biến từ à, chỉ. E quá là chỉ. Rồi. Rồi, e quá là chỉ ha. Bất biến từ anutha và ti. Anutha và ti, cái động từ này có nghĩa chạy theo sau hay là chạy dọc theo. À, động từ tha và ti là chạy. Anutha và ti có nghĩa là chạy dọc theo. À, chạy theo sau. Chạy dọc theo, chạy theo sau. Vậy thì cái từ này, cái đoạn này à, ti ra mê hoa nu tha hoa ti, chạy dọc theo bờ à, chạy theo này, dọc theo cái bờ chạy dọc theo cái bờ à, như vậy thì câu 3 câu 4 A thai văn itara bát cha tì ra mê hòa nú tha hòa tí. A thai văn itara bát cha tì ra mê hòa nú tha hòa tí. Trái lại những người khác chỉ chạy dọc theo bờ bên này. Trái lại những người khác chỉ chạy dọc theo bờ bên này. Đó là ý nghĩa câu 3 và câu 4. Câu 3 và câu 4 sao ha. Rồi bây giờ câu Phật Ngôn này. Câu Phật Ngôn 85 cho chúng ta ý nghĩa thế nào. Trong số nhân loại, những người có sự đi đến bờ bên kia là ít ỏi. Thế là những người khác chỉ chạy dọc theo bờ bên này. Trong số nhân loại, những người có sự đi đến bờ bên kia là ít ỏi. Đó là những người khác chỉ chạy dọc theo bờ bên này à, và ngài Hòa Thượng Gia Đức ha, à, Phổ Thơ Lục Bát à, giữa đám nhân loại dập dờ may ra ít kẻ vượt bờ bến mê đông cười khóc ê chề. Tâm hồn rách nát kéo lê bờ này à, giữa đám nhân loại dập dờ may ra ít kẻ vượt bờ bến mê
phần đông cười khóc ê chề, tâm hồn rất nát, kéo lê bờ nè. Và Nga Hòa Thượng Minh Châu rõ ràng ha, năm chữ: ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Alo. Trong ý nghĩa từ vựng này, quý vị thấy có cái từ nào rắc rối? 123 123 im ru. Quý vị còn nghe không? Nghe rõ ha? Rồi, sao tuổi sư tiểu vụ Châu Phan. Câu Phật ngôn 85 và 80. Ơi, kiếm chuyện ra rồi. Dạ con thỉnh ngài cầm mic trở lại bạch ngài đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của ngài nữa. Alo, 123 123. Khổ đế thiệt ha. Khi nói được khi nói không được. Kỳ thiệt. Hôm qua gặp cái đám ma cũng rất là ngộ, 60 năm giác vọng lại. Tức là cũng cái năm tuổi người ta, 60 năm cuộc đời. Gọi là năm Tân Sửu sinh ra và năm Tân Sửu nó đáo lại. Hồi nói 60 năm cuộc đời cũng phải. Ngày sinh nhật cũng là ngày tử nhật. Nó giác vọng. Mà nhìn cái người mà nằm xuống á, chúng ta thấy sao mà có người ta ra đi với một cái sự mà coi như bất đắc kỳ tử, mà cái không kịp cõi, mà không kịp di chúc, và rất nhiều cái vấn đề mà người ta còn vương vấn. Cho nên nhìn người ta giống như ngủ vậy, không có chi giác. Nhưng mà thật sự cái đó là một cái ra đi rất là khó khăn. Vui đó, khổ đó hả, sinh đó, tử đó hả. Cho nên cái vấn đề mà quý vị thấy ở trong đạo Phật của chúng ta cũng có những cái bài kinh gọi là sinh tử. Mỗi cầu an đó cái cầu siêu luôn. Khổ thiệt. Ở các nước quốc giáo cầu siêu là cầu siêu, cầu an là riêng. Nhưng mà Việt Nam bài kinh sinh tử là cầu an xong chạy qua cầu siêu luôn. Thật cười thiệt. Thì mới đó, mới gặp đó, người ta nói cái ông này vui lắm, nói chuyện rất là vui, quan hỷ, hài hước. Nhưng mà rồi khi ông nằm xuống không ai ngờ mà bạn bè bà con cũng là tay to mặt lớn. Nhưng mà tay to mặt lớn được đó. Có đi đoàn tụ không? Đi hết. Cái gì?
chúng con được học Phật pháp ở Sích Tiên Vũ, gặp và học Phật pháp, nói được khi nói được, khi nói không được, đó cũng là một cái khổ đé. Quý vị thấy vui không? Nghĩa là cầm micro được nè, mà khi cho nói thì nói, mà khi không cho nói là xin lỗi, trợn mắt mà ngó thôi. Có nhiều vị trong này được truyền rất là tốt, nhưng mà khi mở lên không chịu lên, trong khi chúng tôi té lên rớt xuống rồi không chịu đỡ dùng mic nữa. Sao mà quý vị sống ích kỷ quá vậy? Thương nhau một chút đi. Ai vậy hả? Ai vậy biết liền? Nghe là âm thanh tốt này, đường truyền tốt này, khi hữu sự đạo tràng coi như cần có tiếng nói, nhưng mà bổn sẻ nhỏ mọn, không chịu cầm mic dùng. Tại sao vậy? Sống phải thương nhau một chút chứ, nương nhau mà sống nhé. Tại sao mà kỳ cục quá vậy? Cho nên cái câu Phật ngôn này ha, ái chà, Chiếc Hà nó ái chà. Cho nên câu Phật này nói thế nào? Ít người giữa nhân loại, chắc là trong chúng ta đây nè, ít người trong đạo tràng nè, đến được bờ bên kia mới chỉ cái gì? Tại sao bờ bên này, tại sao bờ bên kia? Đến được bờ bên kia, ám chỉ bờ bên kia là Niết Bàn. Còn số người còn lại, xuôi ngược chạy bên này, chạy bờ này chắc là còn trong tam giới. Ra khỏi tam giới thì rất là ít người. Nhưng mà bây giờ, ở trong và ở ngoài, nói lên cái điều gì? Không có cái sự bờ này bờ kia gì hết, mà không có cái trong và cái ngoài gì hết. Ở đây cái quan trọng á là bây giờ chúng ta có ngã hay là không có ngã. Có ngã ở đây có nghĩa là có tham, có sân, có si. Chúng ta còn chấp thủ gọi là có cái ngã. Mà khi chúng ta không chấp thủ vô tham, vô sân, vô si, thì cần gì phải đến bờ bên kia, cần gì phải ở bờ bên này? Bờ bên này, bờ bên kia, đó là một cái sự coi như phân biệt, một cái sự chia cắt, để nói lên cái vấn đề chúng ta còn cái ngã hay là không còn cái ngã. Khi mà đưa cái ngã vào thì chúng ta còn phân biệt, người này đẹp, người kia xấu, người này mập, người kia ốm, vân vân. Nhưng mà đó chẳng qua là cái danh và cái sắc thôi. Tại sao chúng ta đã chấp thủ trên cái vấn đề đó? Cho nên khi mà sự tu tập của trên chúng ta được thể hiện, thấy được danh sắc, đó là điều quan trọng. Mà thấy được cái vấn đề danh sắc thì khi đó chúng ta thấy nó là cái gì? Chẳng có cái gì hết. Ngu sao mà hãy tham sân si ha. Rồi bây giờ Sĩ Kim là người khôn nhất nè, nói rằng sao bỏ hết tham sân si uổng rồi, tại sao mà còn bờ bên này còn bờ bên kia? Khi câu Phật ngôn 86 chúng ta sẽ biết duyên sự đó ám chỉ về ai. Nhưng mà bây giờ câu 85 nè, có người thắc mắc mắc ngu sao mà bỏ hết tham sân si. Rồi mời Sĩ Kim cho biết ý kiến. Tham sân si mà bỏ là uổng quá ha. Rồi ý kiến sao mà coi như tham sân si mà không dám bỏ? Con xin kính chào sư Chí Đức. Không biết sư Pháp Trang, sư Đệ Đức, Đệ Đức còn phải không? Con cũng xin chào gáo trội luôn hết các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Trời ơi, con cũng giống như sư vậy mà, kèn đét ơi. Thì có nói không, không nói có. Giống như Thích Hà vô thì bị wifi bị trouble, rớt lên rớt xuống, chứ nói vô đây tập thể dục sao trời. con nói vậy thôi. Nhưng thật ra cái bài học này rất cao siêu. Rất ít người, cái chữ chính trong đây là chữ ít đó thôi,
Đức Phật nhấn mạnh ít ít cái gì? Ít người đi giác ngộ, bờ này bờ bên kia. Bờ có nghĩa là cái lằn ranh giữa cái sự giác ngộ và cái sự không giác ngộ, tức là giữa người phàm và bước vô dòng thánh. Thì người nào tu hành nhiều đủ ba la mật thì mới vượt qua khỏi cái bờ bên này, tức là vẫn còn phàm, vẫn còn lẫn quẩn trong tập đế và khổ đế. Khổ đế là cái tập đế là cái nguyên nhân gây ra cái khổ đế, mà cái gì mà cái chỉ đạo cái tâm chính, tức là cái tâm tham. Có tham thì tham gì, nó tụ chung trong cái dục của nhìn dục, còn có ái dục ở trong dục giới, dục ở trong sắc giới, ái trong sắc giới, ái trong vô sắc giới, ái trong dục giới, ái trong dục giới, còn như là sáu sắc tinh khí bị xúc phát. Quý vị nghe tôi rõ không? Để tên này dần cái đá để hồi sư nói, lúc mà nói chuyện, lúc mà lên chia sẻ nói nhỏ xíu, tại con quên đem cái mic lại gần sư. Nghe rõ ha, quý vị nghe rõ ha. Ok, nghe là tốt. Để coi, nghe coi. Cái nguyên văn của cái sự khổ sinh cõi đời này tính là cái sự tham, cái tâm tham với cái tà kiến. Thì hai cái đó do gì? Do sự vô minh. Tại sao vô minh? Tại không có giác ngộ. Thì Đức Phật nói phải nên mình giác ngộ trước rồi mới giác nị. Đó, giống như kia mình lo chuyện mình đi hay chuyện khác. Ngộ chứng đạo là mình, nị là người khác. Giác là hiểu biết, chi kiến biết. Lo giác của mình trước đi, nó giác ngộ rồi mới tới giác nị nữa. Mà nị cũng là chứng đạo đó, là nó đó. Còn nói vậy thôi. Nhưng mà làm sao mình bỏ được? Ai cũng bám vào cái này là thân tôi, cái này tiền của tôi, cái này người của tôi là Hoa Hậu Hoàng Vũ, tôi là con nhà danh môn vọng tộc, tôi là truyền thống, ta, cứ giữ trong đó, ai đụng tới mình là dãy nảy lên, ai dê mình là la sùm náo việc, nói một tiếng tôi không có chịu ngừng nghĩ lại cái lời nói của người ta đó là có ý định như gì, phải học hỏi từ cái lời dạy, cho dù họ ghét mình, họ nói xấu danh tị thì mình cũng nghe. Nghe đấy mà phân tích cái đó có đúng hay sai. Nếu đúng thì mình lên sửa, còn nếu sai thì bỏ qua một bên. Đâu có chuyện gì, nhầm nhội gì. Dư thì bỏ, thiếu thì bồi thêm. Quê thì làm lại, sẽ kéo lớn. Cái gì dư thì cắt bỏ, cái gì mà thiếu bỏ vô. Giống như ông bác sĩ giải phẫu vậy đó. Rồi mập quá hút mỡ, cắt mỡ bớt ra vậy đó. Định lực bù trừ cũng vậy thôi. Thì nơi đây, bờ bên này bờ bên kia chính là cái bờ giác ngộ, và bờ bên này tức là Đức Phật đã từng nói cái người mà giác ngộ mà đi lên cảnh trời tốt á, giác ngộ thì ít giống như cái sừng bò vậy, còn cái người mà bị lăn lộn trong cái luân hồi hoài chính là giống như cái lông bò vậy. Mà con thấy con về dưới quê con coi có nhiều con bò đâu có sừng gì đâu sư, một con bò nguyên con bò vậy nuôi lâu mới có được hai cái sừng, còn như toàn lông không, có con cũng không thấy đâu cái sừng nào đâu. Thì chính như vậy đó, Đức Phật đưa ra thí dụ rất là dễ hiểu, rất là dễ thấy, nhưng mà có bao nhiêu người được thấy cái đó khi mà lâm cảnh hay là có chuyện gì thì họ rất là khó chịu, họ không có biết. Cái đó là cái do sự vô minh của mình. Thì trong tứ đế cũng vậy, cái vô minh nó gồm có tám chi. Không biết về khổ đế, không biết về tập đế, không biết về diệu đế, không biết về đạo đế, không biết nhân đã do mình đã tạo ra trong quá khứ, không biết quả đang trổ ngay bây giờ, không biết nhân quả tương sinh, đại khái như vậy, không biết thập thiện nhân duyên, cái đó rất là khó. Rồi trong cái khổ, rồi có khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, là cái gì trời nghe nhức đầu quá ha. Nhưng thật ra vòng vòng chỉ con người bám vào trong cái thủ của mình thôi. Dục thủ gồm có dục thủ, kiến thủ, giới căn thủ, ngũ thủ quẩn. Sắp vào gì? Vào cái chi kiến, cái ý nghĩ của mình ưa thích. Vào cái thân xác của mình, vào truyền thống đủ thứ. Vòng 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 theo đó. Nhưng tất cả ai cũng đều phải chết. Tất cả đều trợ cái thân xác này, cho dù làm cái gì, cái tiền bạc này có làm cho nhiều, tài sản có làm cho nhiều, chỉ gây ra cái nghiệp ác để
cho mình chịu nhận trong những kiếp trong tương lai mà thôi. Thì thằng này cho dù qua hậu hoàng vũ tới hồi chết thì nó cũng sình thối, bị tan biến thôi, không còn gì hết. Thì có bao nhiêu người nghĩ đến được điều này, họ chỉ nghĩ, ôi nói chuyện sai thôi quá, mày nói chuyện tao nghe tao mệt quá, cái gì có gì đây, tao đang có tiền giàu nè, tao có quyền, tao hét một tiếng, muốn được cái gì được nấy, nghe chi cháu mệt như vậy. Đâu có ngờ mình giống như sư vừa kể cái ông bộ trưởng nào đó, mới cái 60 tuổi, happy birthday, thành đi thăm bác sao rồi. Thì cái đời vô thường họ đâu có biết được, họ tổ chức cho vui giống như vậy, họ cứ tưởng hết tự sống lâu. Thì có nhiều người á, thì khi ông này chết á, đâu phải ai cũng buồn bã đâu. Những địch thủ của ông, mày chết rồi chưa có chỗ để tao lên, để tao làm tiếp tục quơ vào quét cho nó giàu hơn chút. Đâu phải khi mà người cái người này chết người khác đều tán dương hay là những người này buồn đầu đó, tí thế không? Thì cái đó là đời vô thường, mình không nên để ý những người khác, mình chỉ nên tu tập theo giáo pháp của Đức Phật thôi. Nhưng tu tập theo giáo pháp của Đức Phật không phải dễ, trừ vào cái thân kiến mình ra là thấy khó rồi. Thì Đức Phật nói câu này rất rõ ràng, rất ít người đi qua bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ gì? Nghĩ tới bờ đệ tử đi qua sông, đi cần gặp ông ấy đò nữa, chết nữa. Thì con ý nghĩ không hiểu bài này đó, nhưng mà để thực tập để vượt qua cái bờ bên kia thì không có dễ à, rất là khó. À, con nói vậy đủ chưa sư? À, hay con muốn nói nữa? Con chỉ trình bày giống vậy thôi. Thì Đức Phật nói rất rõ ràng, Apaka te manuse su. Apaka là rất ít, ít ỏi. Te là người ta, họ, chúng nó. Manuse su, manuse su tức là sắc tâm nghiệp việt tất tiến, tức là cái chỉ định cách như sư nói là ở trong cái nhân loại đó. Đó, tức là Đức Phật nói hết một chồng đó, cái chúng sanh nhân loại đó. Về chán nà phà răng gà mi nô, ít người đi ra khỏi phà răng gà mi nô, tức là bên bờ bên kia bờ khác, rất khó. Giống như Đức Phật nói rõ ràng, cái người được giải thoát qua bờ bên kia giống như sừng của con bò, con trâu vậy đó. Còn cái người mà chạy ngược xuôi, chạy tới chạy đuôi, tức là luân hồi, chết rồi sanh, lúc làm, lúc xuống địa ngục, lúc làm vua, lúc làm chó, làm gà, làm mèo, làm đủ thứ hết, làm chả xoa đủ thứ hết, chạy vòng vòng bên bờ này biết bao giờ thoát. Có những người cao quý hơn, có tu tập lên tú trình chỉnh trời vô sắc giới, ở mức tỷ cà tha trên đó rồi cũng rớt xuống rồi. Nếu không có sự tu tập đàng hoàng thì cũng chạy quanh, chạy tới, chạy lui bờ bên này. Còn nói gì cửa này cũng nhiều rồi đấy sư, cần là người phong phúc để cho người khác nói tiếp đi sư. Vậy con xin trả máy lại cho sư nha. Dạ, con có gì sai sót, thiếu sót, con xin các sư, các cô tu nữ và quy Phật tử chỉ dạy à. Con xin thấy lại và xin chúc tất cả quý vị trong đầu tràng được một buổi chiều an vui. Ha ha ha. Alo, 123, 123. Công nhận sư kia mà cái gì ăn, cái gì cúng ha. Mà sư kim trình bày như vậy, quý vị nghĩ sao? Tất cả đều nghe rõ ha. Nhưng mà có một người đặc biệt á, sư kim nói như vậy nhưng mà sư Hà lại nói ồ cao siêu, tuyệt vời ha, chính xác luôn. Tại sao sư Hà nói sư kim thảo luận về câu phục ngôn này, nói rằng cao siêu rồi chính xác. Cao siêu chính xác ở chỗ nào theo ý của sư Hà? Alo, sư Hà có chút máy không? Sao chạy ra chạy vô mà có nghe không đó? Rồi thay bỏ chạy nữa, khổ thiệt. Vừa khen sư Kim là nói chuyện cao siêu là chính xác, nhưng mà cao siêu chính xác ở chỗ nào? Mình tán thán người ta, mình khen người ta phải có cái điểm nào để mà khen chứ. Bây giờ khen cái là cái bỏ chạy, khen cái bỏ chạy, cái kiểu này kỳ quá. Sao chứ Hà? Alo chứ Hà, đường truyền sao vậy? Hồi nãy hai lượt thầy bắt chước chúng tôi
Hồi nãy chúng tôi cũng tái lên gấp xuống, bây giờ gấp chốt ha, hay là bị lây nhiễm Covid rồi ha. Chúng ta còn một khoảng thời gian. Khoảng thời gian là bao lâu? 10 phút nữa. Rồi, ý kiến của Sĩ Kha đối với câu Phật ngôn này có ý kiến thế nào? Mình nói rằng mình dư thừa tham sân si ha. Con không biết nữa ha. Âm tần có vấn đề hôm nay ha, đưa tay lên thử coi. Âm thanh có vấn đề tức là mình phải đưa tay cầm micro, và khi cầm micro nói không được thì mới có vấn đề. Còn bây giờ chưa đưa tay lên, chưa cầm micro mà tại sao nói là có vấn đề? Rồi, xin mời Sĩ Hà. Alo, Sĩ Hà đâu rồi? Đưa tay thử âm thanh. Chạy như ngựa vậy ha, chạy đâu dữ vậy, thôi đưa tay đi, bây giờ đừng có chạy nữa, đưa tay rồi cầm micro rồi khi đó mới biết là âm thanh có vấn đề. Rồi, sa thủ xin mời. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sàng Thần Giá. Dạ, con không biết đại tràng có nghe. Dạ, cảm ơn cô Hồng Ma. Dạ, hôm nay không biết cái máy con không có gì ơi. Cứ chạy ra chạy vô mà nó nhiều khi con không có nghe được. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Giang. Dạ, từ ngày con đâu có biết ngài nói, con muốn nói cái gì con đâu có biết đâu, nãy giờ con cứ bị rớt mít không à. Con không biết ý ngài muốn con nói gì cái gì. Dạ, thì cũng giống như cô Kim cô nói dư. Cô nói cô không có dư tham sân si, con nói không, con dư nhiều lắm, ai mà xin thì con xin cho, thì con ghé ý như vậy thôi. Thật ra thì hễ còn tham thì cái tham và cái sân cái si nó còn nhiều lắm, thì tu là mình chỉnh sửa, mình giảm bớt đi, bớt tham, bớt sân, bớt si. Thì con nghĩ trong đây cũng như tất cả đại tràng mình thì cũng có những giây phút vô tham, vô sân và vô si khi mà làm việc thiện, hoặc là khi khởi tâm nghe pháp, thì cũng con nghĩ chắc cũng đa phần có những cái giây phút đó, không nhiều nhưng mà cũng có chứ không phải không. Thì trên cái con đường sanh tử thì con nghĩ ngài Lữ Tâm dạy 100.000 kiếp phải tu hành ba la mật thì mong mới có chứng được cái tầng thánh đầu tiên. Thì con thì còn y nguyên, con biết không còn y nguyên, bởi vì con nói ai muốn sinh thì con xem, vậy con cũng không muốn giữ nó, nhưng mà khổ nỗi còn tàm thì phải còn mấy cái thứ phiền não này nó sanh khởi, thì trên đường tu thì phải ráng thôi thưa ngài. Chỉ hễ biết được chánh pháp thì cũng đó là cái duyên lành. Có nghĩa chắc mình cũng có cái tu chút mấy kiếp trước thì mình mới biết được Phật pháp, thì cũng là cái duyên lành, thì cứ thế mà đi đến khi đầy đủ ba la mật, không muốn thì nó cũng phải chứng thôi. Thì đó là cái ý kiến của con. Chứ thì con trao mít này cho ngài, cái ngày hôm nay con đang bị bạn đào véo, con đi tới chùa Chân Lý có ngài Bủ Đức tới từ Texas, nên ra con cũng phải chạy đó. Dạ, con xin trao mít lại. Sa thủ Sĩ Hà, rất là hoan hỷ ha. Tham sân si mà ai xin thì cũng nên cho luôn, trong khi những cái hay cái đẹp mà ta nên đi bán, hàng mật tử đem mặt trăng đi bán, ai mua trăng tôi bán trăng cho, còn để tham sân si mà ai xin cũng cho luôn, sao những cái hay không cho người ta, mà cho những cái ác pháp không hả? Tham sân si xin là cho ha. Cái đó quý vị nghĩ đúng hay sai ta? Quý vị nghĩ tham sân si mà cho người ta có nghĩa là sao? Tức là nổ bồ đề gai đây á ha, người ta bỏ chạy mất tiêu rồi chứ làm sao mà coi như là để cho được. Khi mình tham á, mình đâu có nói cho ai biết đâu,
Tức là coi như cái gì mà thấy ngộ ngộ là giác liền, cái đó là tham. Mà ngộ là giác mà đâu cho người ta thấy, giác để cho người ta thấy thì xin lỗi, họ chia phần sao. Mà cái tham đó là cái tự mình hút về cho chính mình mà mình thủ thì sao đem cho được. Mình cho người ta cái tham, cái đó chỉ có nghe một mình Sikha nói mà thôi, chứ còn không có ai mà đem cái tham, cái sân, cái si cho người khác. Bởi vì cái tham, cái sân, cái si là nói lên cái tự ngã, chứ đâu nói lên vô ngã. Mà tự ngã thì mình phải cất giữ, mình phải chấp thủ, rồi phải ái luyến nó. Thì cái vấn đề đó không có cho ai được hết. Mà cái cho là cái mà phải trừ bỏ nó, buông bỏ nó, tự mình buông bỏ nó. Chứ còn không thể nào mình đem mình đi cho cái tham, cái sân, cái si cho người khác được. Mà mình tự mình buông bỏ thì khi đó mới đi qua bờ bên kia được. Bờ bên này là cái bờ mà chúng ta còn tham, còn sân, còn si. Mà bờ bên kia thì không có tham, không có sân, không có si. Cho nên câu Phật con này nói rằng ít người đi đến bờ bên kia. Mà đến bờ bên kia làm gì? Đi lên thiên giới, đi về nhàn cảnh. Thì nhàn cảnh là cõi yên vui. Mà cõi yên vui đó thì con người mà đạt đến cái cõi an vui đó giống như cái sừng bò ha. Giống như sừng bò. Bò có hai sừng, nhưng mà cái lông của nó rất nhiều. Vậy thì muốn đi đến cái cảnh an vui thì cũng giống như cái sừng của con bò. Hoặc là một con rùa mà 100 năm ha, ngóc đầu lên mặt nước. Mà khi ngóc đầu lên mặt nước thì tình cờ hoặc ngẫu nhiên có một cái miếng ván, có một cái lỗ hổng vừa bằng cái đầu của con rùa vậy. Nhưng mà nó ngóc đầu lên mà nó chung cái đầu lọt qua cái lỗ hổng đó, mà 100 năm mới có một cơ hội như vậy. Thì con người mà về nơi nhàn cảnh quá hiếm hoi luôn, đúng. Bởi vì cái chữ mà hiếm hoi, ít ỏi, Appakā đó, Appakā tức là hiếm hoi, ít ỏi hay là hy hữu, vị tăng hữu. Tức là những cái người mà sống được 70 tuổi á, thì họ gọi là thất thập cổ lai hì, cũng là hiếm hoi. Tức là hiếm hoi mà chúng tôi ngồi nói chuyện với quý vị ha. Nhưng mà rồi cái đèn nó sắp tắt rồi, cho nên khi mà quý vị mà nghe chúng tôi nói ra hơi, cứ mạnh dạn đưa tay lên ha, chụp liền cái micro, chứ đừng có để mà coi như không nghe tiếng nói nữa. Mà không nghe tiếng nói nữa là đi đoàn tụ á nghe. Thì cái chữ Appakā đây nói lên một cái vấn đề hy hữu, hiếm hoi, hỏa hoàng ha, hoặc là thi thoảng. Thì cái số người mà về nơi an vui hiếm lắm. Chứ đừng có nói bên Niết Bàn làm gì ha. Niết Bàn thấy nó xa xôi quá, hay là có tịnh độ, hay là Tây Phương, hay cái gì gì đó. Thôi bây giờ trước mắt nè, con người mà cái tâm nó được an bình, con người mà cái tâm nó được tĩnh lặng, đó là cái vấn đề ít ỏi. Bởi vì khi mà chúng ta sống trong cuộc sống này, nghĩ về quá khứ, mơ tưởng về tương lai, ít có ai sống với hiện tại. Mà sống với hiện tại với một cái tâm an bình, đó là một điều hiếm hoi. Rồi quý vị thấy những cái sự việc nó xảy ra trước mắt, không biết quý vị sao. Chứ ở đây sống chung với dịch nè, hồi nào chúng ta cũng đề cao cảnh giác phe địch phe ta. Mà xin lỗi đi, thấy lạ lạ là né đi. Chứ bây giờ coi như cái vấn đề tử thần nó lãng vãng trước mắt,
tiết ngày sống mai, mà cái số lượng càng ngày càng tăng nữa chứ. Tức là một cái đám ma, quý vị cứ nghĩ à, một cái đám ma mà được người ta đưa tiễn là hiếm lắm. Mà đám ma mà quý vị biết rằng không người đưa tiễn thì rất là đông. Bởi vì sao? Bị cái cô 19 tuổi này cô ám rồi, cho nên coi như không ai dám tới gần mình. Mà cái trường hợp đó là nhiều hơn là cái vấn đề đám ma mà có người đưa tiễn. Rồi bây giờ cái người đó họ mất không phải là bị Covid, không phải là F0, nhưng mà rồi những người sống mà họ cũng hạn chế, họ cũng né luôn, dù là nghĩa tử nghĩa tận, dù là bà con thân quyến, nhưng mà rồi họ cũng sợ chết, không dám đi đến phúng điếu để đưa tiễn người thân của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Cho nên cái thời buổi bây giờ để có được một cái tâm an vui, đó là một điều apaka hiếm hoi. Rồi bờ này bờ kia đừng có nghĩ tới, mà hãy nghĩ nơi mình đứng chính ở giữa đây nè, bước tới là bị chìm, dừng lại thì cũng bị ngã luôn. Tức là tại sao có một câu Phật ngôn không nên bước tới, không nên dừng lại. Thì khi chúng ta học tới được chỗ đó, chúng ta sẽ biết được cái bờ bên kia, bờ bên này là gì ha. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây. Công nhận hôm nay quý vị quá giỏi, đọc không có sai sót cái gì hết. Cũng giống như chiếc kim nó núp lùm chập, thấy không có chỗ nào sai, thôi ngủ luôn. Rồi thức dậy nghe chiếc Nhật Quỳnh, hôm nay chiếc Nhật Quỳnh cũng năn nỉ cầu cứu, không sao, hết giờ rồi. Coi như cậu Phật ngôn 86, quý vị sẽ biết sẽ biết bờ bên này bờ bên kia, bước tới là chìm, dừng lại thì coi như cũng ngã luôn, cái tức là bị cuốn trôi luôn. Đó là cái vấn đề mà vượt bậc lưu ha. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta xin kết thúc ở đây. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa, xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lục vô biên chư toàn giác độc giác và sinh văn kính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so ti wo ho tu sa pa da. Do lời chân thật này kinh nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời sư Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo.